Lời đầu tiên xin lỗi cộng đoàn đã đến dân thánh lễ trễ. Hiệp ý với các gia đình xin lễ chiều hôm nay tạ ơn Chúa Đức Mẹ Thánh Giuse, xin ơn bình an cho gia đình và con cái, xin ơn chữa lành, cầu cho các linh hồn Phêrô, Phaolô, An Phong, Giuse, Maria, các linh hồn ông bà cha mẹ hai bên, các linh hồn thai nhi và các đẳng linh hồn. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa cùng anh chị em. Chúng ta đã nghe bài dẫn nhập lễ vào Chủ nhật thứ năm mùa chay. Thánh Phaolô trong bài đọc 2 đã làm cho chúng ta thêm vui mừng, bởi vì Ngài xác tín rằng mối lợi tuyệt vời nhất ở đời này là biết Đức Kitô và tin theo Đức Kitô. Ước gì đức tin của Thánh Phaolô diễn tả ngày hôm nay giúp chúng ta cũng xác tín điều ấy, để rồi tất cả không có gì bằng Đức Kitô, Chúa chúng ta là đấng cứu độ trần gian, mà tất cả không thể nào mua được ơn cứu độ ấy. Mùa chay giúp chúng ta biến đổi thánh hóa, để rồi chúng ta trở về với Chúa là đấng cứu độ đã yêu thương chúng ta. Ước gì thánh lễ này giúp chúng ta để cố gắng làm sao cho cuộc đời chúng ta luôn xác tín mạnh mẽ như lời Thánh Phaolô đã trình bày. Xin Chúa rủ lòng thương xót thứ tha những lỗi lầm của chúng ta để xứng đáng cần thánh lễ. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dân đưa chúng ta đến cõi sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa vì yêu thương nhân loại, Đức Giêsu Kitô đã hiến thân chịu khổ hình. Xin ban ơn trợ giúp để chúng con biết noi gương người tận tình yêu thương mọi anh em. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách tiên tri Isaiah. Chúa là đấng mở đường dưới biển, mở lối đi dưới lòng dòng nước. Chúa là đấng dẫn dắt xe, ngựa, quân binh và dũng sĩ. Tất cả đều ngủ và không trỗi dậy nữa. Chúng bị ngộp thở và tắt đi như tim đèn. Người phán: các ngươi đừng nhớ đến dĩ vãng và đừng để ý đến thời xưa nữa. Đây ta sẽ làm những cái mới, và giờ đây chúng sẽ xuất hiện. Như các ngươi sẽ biết, ta sẽ mở đường trong hoang địa và khai sông nơi đất khô khan. Thú đồng, muôn rừng và chim đà sẽ ca tụng ta, vì ta làm cho hoang địa có nước và đất khô khan có sông, để dân yêu quý của ta có nước uống. Ta đã tác tạo dân này cho ta, nó sẽ ca ngợi ta. Đó là lời Chúa.
Trích thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Philippe. Anh em thân mến, tôi coi tất cả mọi sự như thua thiệt trước cái lợi tuyệt vời là được biết Đức Giêsu Kitô Chúa tôi. Vì Người, tôi đành chịu thua thiệt và coi mọi sự như phân bớn để lợi Đức Kitô và được ở trong Người, không phải do sự công chính của tôi dựa vào lề luật, nhưng do sự công chính bởi tin Đức Giêsu Kitô. Sự công chính bởi Thiên Chúa là sự công chính bởi đức tin để nhận biết Người và quyền lực phục sinh của Người, để thông phần vào sự đau khổ của Người và trở nên giống Người trong sự chết, với hy vọng từ cõi chết được sống lại. Không phải là tôi đã đạt đến cùng đích hoặc đã trở nên hoàn hảo, nhưng tôi đang đuổi theo để chiếm lấy, bởi vì chính tôi cũng đã được Đức Giêsu Kitô chiếm lấy. Anh em thân mến, chính tôi chưa tin rằng tôi đã chiếm được, nhưng tôi đinh ninh một điều là quên hẳn đằng sau mà hướng về phía trước. Tôi cứ nhắm đích đuổi theo để đoạt giải ơn kêu gọi Thiên Chúa đã ban từ trời cao trong Đức Giêsu Kitô. Đó là lời Chúa. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu lên núi cây dầu, và từ sáng sớm Người lại vào trong đền thờ. Toàn dân đến cùng Người, nên Người ngồi xuống và bắt đầu giảng dạy. Lúc đó luật sĩ và biệt phái dẫn đến Người một thiếu phụ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, và họ đặt nàng đứng trước mặt mọi người. Họ hỏi Chúa Giêsu: Thưa Thầy, thiếu phụ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, mà theo luật Mô-xê, hàng phụ nữ này phải bị ném đá. Còn Thầy dạy sao? Họ nói thế có ý gài bẫy Người để có thể tố cáo Người. Nhưng Chúa Giêsu cúi xuống, bắt đầu lấy ngón tay viết trên đất, và họ cứ hỏi mãi, nên Người đứng lên và bảo họ: Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi. Và Người ngồi xuống và lại viết trên đất. Nghe nói thế, họ rút lui từng người một, bắt đầu là những người nhiều tuổi nhất, và còn lại một mình Chúa Giêsu với người thiếu phụ vẫn đứng đó. Bây giờ Chúa Giêsu đứng thẳng dậy và bảo nàng: Hỡi thiếu phụ, những người cáo chị đi đâu cả rồi? Không ai kết án chị ư? Nàng đáp: Thưa Thầy, không có ai. Chúa Giêsu bảo: Tôi cũng thế, tôi không kết án tội chị. Vậy chị hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Đó là lời Chúa. Cái điều mà tôi đã chia sẻ với anh chị em, cái điều mà xa xôi nhất đó là quá khứ. Cho nên hôm nay bài lời Chúa đã giúp chúng ta là không có nghĩ về quá khứ để hối tiếc, và muốn có lấy lại cũng chả được. Nhưng mà tin mừng hôm nay dường như cho chúng ta một cái nhìn của ngày hôm nay cho đến ngày mai. Điều đó đối với Chúa mới là quan trọng. Một Isaiah trong bài đọc 1 đã cho chúng ta thấy được cái quan cảnh của ngày mai huy hoàng rực rỡ thế nào. Để vì Chúa không còn lại đến cái quá khứ
phản nghịch của dân tộc Israel nữa, mà biết phải thay đổi cho ngày hôm nay để sống một đường hướng tương lai tốt đẹp. Thánh Phaolô cũng vậy, chúng ta thấy ngày hôm nay Ngài đã thấy mối lợi tuyệt vời để đức tin ngày quá khứ không hối tiếc, để mà cái quá khứ tội lỗi của Thánh Phaolô đã từng bách hại giáo hội, đã từng làm cho các Kitô hữu phải chết, thì hôm nay Ngài đã vui vẻ được thay đổi trong biến cố trên đường Damasco năm xưa, để rồi chính Ngài tiếp tục là chứng tá tin mừng sống động, đặc biệt cho dân ngoài. Và Chúa Giêsu cũng vậy. Hôm nay chúng ta thấy người ta gài bẫy Chúa với một chị phạm tội ngoại tình, nhưng cuối cùng chúng ta thấy Chúa Giêsu đã không kết án chị, đã không nại chị cái quá khứ tội lỗi của mình. Thôi hôm nay tôi không kết án chị, và hôm nay chị đừng phạm tội nữa, và hãy sống xứng đáng hợp với lề luật, xứng đáng để cho người ta tôn trọng. Vậy thì quá tuyệt vời. Đối với chúng ta đừng có đau khổ với cái quá khứ tội lỗi của mình, mà ngày hôm nay chúng ta thay đổi đời sống để chúng ta sống xứng đáng đẹp lòng Chúa, thì Chúa muốn như vậy. Chúa không kết án những người biết trở về sám hối ăn năn. Nhưng mà cái điều quan trọng hôm nay chúng ta thấy Gioan luôn luôn cho chúng ta một cái nhìn về những người Pha-ri-sêu gài bẫy Chúa Giêsu. Nếu như Chúa Giêsu trả lời kết án chị hay không kết án chị thì Chúa Giêsu đều mắc bẫy hết. Dường như những câu chuyện dụ ngôn trong Tin Mừng là vậy. Chúa trả lời như thế nào cũng bị mắc bẫy các ông kinh sư Pha-ri-sêu. Cho nên Chúa đi nước đôi. Các ông thấy người ta có tội, các ông ném đá trước đi. Tuyệt vời ở nơi Chúa Giêsu khi mà Ngài cho các ông thấy đừng có nhìn người ta mà phải nhìn lại chính mình. Mình có thánh thiện đạo đức thì ném đá người ta đi. Mà Gioan còn kể chi tiết nữa. Anh chị em có để ý chi tiết không? Từng người một rút lui, và những người đầu tiên rút lui là ai? Là những người nhiều tuổi nhất. Cho nên mình sống càng nhiều tuổi càng thấy cái thân phận thấp hèn yếu đuối của mình càng nhạy bén. Mình có tốt lành gì đâu mà ném đá người khác, nói xấu người khác. Càng nhiều tuổi càng khôn ngoan, càng thấy rõ cái thân phận tội lỗi thấp hèn của mình để mà rút lui trước. Thế thì chúng ta thấy rằng Chúa không kết án. Nếu như Chúa bảo, Chúa đồng ý với các ông Pha-ri-sêu thì các ông mừng lắm, vì Chúa tuân giữ lệ luật, ai phạm tội ngoại tình phải ném đá cho chết. Nhưng không. Còn nếu mà Chúa trả lời không á, thì là Chúa a-dua với sự tội, Chúa chống lại lệ luật Mô-sê, đằng nào cũng chết. Thấy không? Chúng ta thấy Chúa bảo đi đấy. Như vậy thì cái tinh thần lề luật được Chúa nhấn mạnh, và cái con người được Chúa coi trọng, cho dù có tội lỗi như thế nào thì cũng là con của Chúa, cũng là một con người đáng để chúng ta nâng đỡ ủi an. Và chính điều đó, cái ảnh hưởng lời nói của Chúa, chắc chắn rằng khi chúng ta đối xử với anh em đồng loại như vậy thì người ta sẽ quay về với Chúa. Còn chúng ta kết án hay chúng ta không kết án mà chúng ta coi thường thì chắc chắn là chúng ta sẽ không lôi kéo người ta trở về với Chúa đâu. Nhất là trong gia đình chúng ta, những anh chị em chúng ta, cho dù chúng ta cũng đau đớn, tại sao nó không đi lễ, đi giữ đạo, tại sao nó bỏ Chúa rồi, bỏ nhà thờ rồi. Đừng. Nhưng mà cái cách thế mình sống thế nào, với lời ăn tiếng nói và cách cư xử của mình trong gia đình,
thì mới là lôi kéo gương sáng để cho người anh chị em chúng ta biết trở về với Chúa. Cái điều đó nó quan trọng hơn. Còn đi lễ đi nhà thờ mà niềm tin không có, giữ cái hình thức bên ngoài nhưng nội dung là tâm hồn đối với Chúa không xác tín một điều, Ngài là duy nhất đấng cứu độ trần gian cho cuộc đời tôi, thì cái điều đó đức tin nó mới trưởng thành và vững mạnh trong mọi nguy nan khốn khổ của cuộc đời. Nên hôm nay chúng ta thấy được bài tin mừng vẫn luôn luôn sống động và hữu hiệu cho mỗi gia đình chúng ta. Có người này người kia, người tốt người xấu, đạo đức thánh thiện, thờ ơ nguội lành có hết. Nhưng cái điều quan trọng là chúng ta cùng với Chúa Giêsu thôi, hãy thay đổi đời sống và từ nay hãy sống xứng đáng đẹp lòng Chúa. Đó mới là cách thế rao giảng tin mừng, đó mới là cách thế mà Chúa Giêsu đến trần gian để cứu độ trần gian chúng ta. Amen. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là vị thẩm phán công minh nhưng đầy lòng từ bi nhân hậu. Tin tưởng vào tình thương hải hà của Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Giáo hội kêu gọi sống hiệp nhất và hòa bình trên thế giới. Xin cho các dân tộc đang có nhiều mâu thuẫn và chiến tranh với nhau biết hưởng ứng lời kêu gọi của giáo hội. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn nhớ rằng chỉ có một mình Thiên Chúa mới là thẩm phán, còn chúng ta là những người tội lỗi cần phải khiêm tốn xét mình mỗi ngày để nhìn thấy tội lỗi của mình và hối cải ăn năn. Xin Chúa nhận lời chúng ca. Lạy Chúa Kitô, Chúa là đấng vô tội mà đã không ném đá người phụ nữ tội lỗi ngoại tình, nhưng lại tha thứ và dẫn chị đi vào cuộc sống mới. Xin Chúa tha thứ cho chúng con là những kẻ tội lỗi và giúp chúng con biết vượt qua quá khứ của mình để tiến đến với Chúa. Chúa là đấng hằng sông và hiên tri muôn đời.
anh chị em hãy cầu nguyện đi lời của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chăm nhận. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho chúng con là con cái Chúa được thấm nhuần đạo lý đức tin. Giờ đây xin cũng thương nhận lời chúng con khẩn nguyện và dùng lễ tế này thanh tẩy tâm hồn chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em, hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã thương ấn định cho con cái Chúa một thời gian đặc biệt để phục hồi sự trong sạch các tâm hồn, để khi lòng trí được thoát khỏi những tâm tình bất chính, con cái Chúa sử dụng của cải chống qua mà gắn bó hơn với những thực tài bền vững muôn đời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hợp tiếng ca ngợi Chúa và tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi từ nguyện đồng mình chịu khổ hình người, cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi tông huỳnh mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện đoàn Hội Thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là Phêrô, Phaolô, Anh Phong, Giuse, Maria, các linh hồn chúng con cầu nguyện trong thánh lễ này. Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những ai đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đã an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân hoàng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đời sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại,
và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo lời người dạy chúng ta giao nguyện rằng: xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin cho để chúng con xa chuông tham khốn đừng cứu chúng con cho tội. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin oán thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc, ngày cho lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa, cho hằng sông và hiên tri môn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Đời xin Thiên Chúa đây đấng xóa tội trần gian, phước giai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.